Vâng, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dương Hải Dương. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và đặc biệt nhớ chia sẻ video để ủng hộ kênh và được cập nhật những mẫu xe mới nhất của bên em. Thì hôm nay là tổng hợp những cái mẫu xe tại cửa hàng cho đến thời điểm ngày 17 tháng 9 năm 2018 với mức giá từ 135 triệu đồng đến 385 triệu đồng tại cửa hàng Dương Minh Auto tại Kinh Môn Hải Dương. Các bác có nhu cầu muốn xem xe hoặc là muốn đến test xe thì hãy đến tại cửa hàng em tại Kinh Môn Hải Dương để kiểm tra những mẫu xe tại cửa hàng. Giá cả tất cả những mẫu xe này bên em có thể thương lượng được, hoặc là những bác ở xa có thể bao rút hồ sơ hoặc là phí vận chuyển để cho các bác thuận tiện nhất để về các bác ra biển mới, hoặc là những bác ở trong miền Nam cũng vậy. Với cửa hàng Dương Minh Auto thì chúng em sẽ luôn phục vụ các bác nhiệt tình nhất, từ những mẫu xe giá rẻ chỉ hơn 100 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng. Bên em cũng rất nhiều những mẫu xe cỏ để cho các bác mua về để đi gia đình hoặc là các bác tập lái. Rất nhiều mẫu xe của bên em đang bán tại khu vực Kinh Môn. Vì vậy các bác ở khu vực miền Nam cũng vậy, có nhu cầu muốn mua xe có thể là điều kiện ra tại cửa hàng em, hoặc là gửi ảnh trực tiếp cho các bác hoặc quay chụp trực tiếp cho các bác để những cái mẫu xe tại cửa hàng của bên em. Thì cái mẫu xe này là một cái mẫu xe Mercedes C240 sản xuất năm 2004 với mức giá BM đang bán hiện tại giảm giá còn có 230 triệu đồng thôi để sở hữu một mẫu xe số tượng của hãng Mercedes. Đấy là một cái mẫu xe C240 sản xuất năm 2004, và sau là một cái mẫu Ford Escape sản xuất năm 2002 mang biển số Sài Gòn với mức giá là 155 triệu đồng. Vì vậy bác nào có nhu cầu muốn mua hoặc là muốn xem cái mẫu xe Ford Escape biển số Sài Gòn này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0978 804 777 để sở hữu, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng em xem xe. Mẫu xe này đã có tại cửa hàng em rồi, em vừa đưa cái mẫu xe này trực tiếp từ trong Sài Gòn ra tại cửa hàng của em, và bây giờ vẫn giữ nguyên biển Sài Gòn. Vì vậy nhiều bác có nhu cầu muốn đi cái biển Sài Gòn này hay bao công chứng ủy quyền hoặc rút hồ sơ, bên em đều phục vụ hoặc đều đáp ứng được hết. Những cái mẫu xe bên em bán ra 100% là một những cái mẫu xe một trước mắt là đảm bảo về cho các bác về phần pháp lý, sẽ bao rút hồ sơ cho các bác trên toàn quốc. Và có thể những cái mẫu xe này các bác có nhu cầu muốn test hay là muốn kiểm tra, các bác thợ dẫn đến kiểm tra thì bên em cũng đều chấp nhận hết. Đấy là cái mẫu xe thứ hai. Và tiếp theo là một cái mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2014 với mức giá hiện tại chỉ có 220 triệu đồng thôi để sở hữu một cái mẫu xe đời rất cao của hãng Kia, một mẫu Kia Morning. Đó là một cái mẫu xe gia đình, có thể các bác mua về để đi gia đình hoặc chạy dịch vụ cái mẫu này được, bởi vì thực ra nó nhỏ gọn và rất tiết kiệm nhiên liệu ở cái mẫu Kia Morning này, sản xuất năm 2014 với mức giá chỉ có 220 triệu thôi. Những cái mẫu xe bên em bán ra thì cái mẫu Kia Morning này thì bản thân cũ cũng có đã chạy qua dịch vụ, chứ không phải là một mẫu xe tư nhân chính chủ từ đầu. Bởi vì bên em những cái mẫu xe bên em đang bán ra thì hiện trạng xe như nào thì em sẽ nói luôn cho các bác như vậy, để cho các bác ở xa đến khỏi phải mất công hoặc là đỡ mất cái thời gian để cho các bác đi từ xa đến rất là vất vả. Đây, bên em thì rất nhiều mẫu xe để bán cho các bác. Và tiếp theo một cái mẫu xe Fiat mang thương hiệu của Ý với mức giá chỉ có 135 triệu đồng thôi, sản xuất năm 2007, cũng rất hợp lý. Một cái mẫu xe sedan 5 chỗ, mọi chức năng điều hòa, kính điện đầy đủ hết, có túi khí với mức giá chỉ có 135 triệu đồng. Để so sánh với những cái dòng Nasetti hoặc những cái dòng khác thì cái dòng Fiat này thì cái chất lượng của nó cũng tương đối tốt, giá thành cũng rất hợp lý, chỉ có 135 triệu đồng thì các bác sở hữu một cái mẫu xe 5 chỗ Fiat mang thương hiệu của Ý, rất là chất lượng ở cái mẫu xe này. Thì cái mẫu xe này hoàn toàn là không đâm đụng, không gặp nước ở cái mẫu xe Fiat bên em đang bán ra này, biển 36 tư nhân chính chủ từ đầu ở cái mẫu xe này với mức giá rất hợp lý, chỉ có 135 triệu đồng thôi. Bác nào có nhu cầu qua cửa hàng em để xem những mẫu xe trên. Còn tiếp theo là một cái mẫu Captivan sản xuất năm 2008 số tự động mà bên em đang bán tại trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, để tại địa điểm của em ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh với mức giá là 330 triệu đồng, có thương lượng và bao rút hồ sơ cho các bác nào có nhu cầu đến xem xe và đến test xe thoải mái ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì hiện tại này em không có ở trong đấy, nhưng người nhà nhà em có sẽ cho các bác kiểm tra xe và test xe thoải mái, có nhu cầu có thể các bác sẽ mang ra hãng test cũng được. Bên em vô tư với những cái mẫu xe bên em bán ra, và những mẫu xe này là những mẫu xe hoàn toàn chất lượng, sản xuất năm 2008 số tự động với mức giá chỉ có 330 triệu đồng, vẫn có thương lượng và bao rút hồ sơ cho các bác, bao rút hồ sơ trên toàn quốc đối với những cái mẫu xe BMW đang bán ra. Đây, một cái mẫu xe này là hoàn toàn không đâm đụng, không gặp nước ở cái mẫu xe Captivan sản xuất năm 2008 với mức giá là 330 triệu đồng, có thương lượng, một cái bản số tự động, xe rất đẹp, đang bán tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, bác nào có nhu cầu đến tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để test xe và kiểm tra xe những cái mẫu xe BMW đang bán. Thì tiếp theo em sẽ mang đến cho các bác một cái mẫu xe cũng một cái dòng gọi là tương đương với Morning đi, một cái dòng
Hyundai i10 sản xuất năm 2013 với mức giá chỉ có 185 triệu đồng có thương lượng và bao rút hồ sơ trên toàn quốc. Đấy, một cái mẫu i10 sản xuất năm 2013, xe cũng đã chạy nước qua dịch vụ, nhưng con này thì ghế nỉ còn nguyên, bởi trước đó đã được bọc cái da, bây giờ bóc ghế nỉ còn nguyên nên xe cũng còn rất là chất lượng. Đấy là cái mẫu xe i10 sản xuất năm 2013 với mức giá 185 triệu đồng có thương lượng ở cái mẫu xe i10 này. Đấy, một cái mẫu xe này không đâm đụng, không ngập nước, cái mẫu xe i10 bên em đang bán ra. Và tiếp theo, một cái mẫu xe rất đặc biệt hơn là một cái mẫu xe E200 sản xuất năm 2006, một cái mức giá là 385 triệu đồng để sở hữu một cái mẫu xe E200 sản xuất năm 2006 với dung tích xi lanh chỉ có 1.8, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Nó cái dung tích xi lanh của nó chỉ bằng một con C180. Đấy, con này là E200 nhưng mà cái dung tích xi lanh của nó chỉ có 1.8. Đây là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu ở cái mẫu xe Mercedes E200 này. Một cái mẫu xe form mới, dáng rất đẹp ở cái mẫu xe Mercedes E200 này. Thì sáng nay em đã test trực tiếp và kiểm tra chạy từ Hà Nội chạy về, thì cái mẫu xe này chạy rất ổn định và gầm bệ tương đối chắc và máy móc cũng tương đối ổn định ở cái mẫu xe Mercedes E200 này. Đây, các bác nhìn thấy những cái phần đuôi và những cái phần nội thất thì nó hoàn toàn khác với cái dòng form cũ một tí rồi, nên các bác nhìn thấy nó cũng rất là đẹp, giá thành cũng rất hợp lý ở cái mẫu xe này. Nội thất thì nó tương đương giống với cái dòng E240, nhưng cái con này thì vô năng nó khác cái dòng E240 rồi. Giá thành là 385 triệu đồng để sở hữu một cái mẫu xe Mercedes E200 sản xuất năm 2006 thì các bác hãy liên hệ với em qua số điện thoại trên. Thì một cái mẫu Captivan sản xuất năm 2007 số tự động mà BM, con này BM đang bán ra hiện tại với mức giá là 280 triệu đồng có thương lượng và bao rút hồ sơ trên toàn quốc đối với mẫu Captivan sản xuất năm 2007 số tự động biển Hà Tĩnh này. Một cái mẫu xe tư nhân chính chủ từ đầu, không đâm đụng cũng không ngập nước ở cái mẫu xe này, cam kết cho các bác vậy. Một cái mẫu xe này thì BM đang bán mức giá là 280 triệu đồng bao rút hồ sơ cho các bác trên toàn quốc. Đấy là cái mẫu xe Captivan sản xuất 2007 số tự động mà BM đang bán tại cửa hàng Dương Minh Auto tại địa chỉ Kinh Môn, Hải Dương. Bác nào có nhu cầu đến tại địa chỉ của em để xem những cái mẫu xe trên BM đang bán và còn rất nhiều mẫu xe khác để phục vụ các bác. Đấy là cái những cái mẫu xe BM đang bán ra tại khu vực Kinh Môn, Hải Dương, cửa hàng Dương Minh Auto. Thì một cái mẫu Mercedes E240 sẽ mang đi cho các bác một cái mẫu xe rất đặc biệt sản xuất năm 2004 với mức giá hiện tại BM đang bán là 280 triệu đồng để sở hữu một cái mẫu xe Mercedes E240 sản xuất năm 2004. Một cái mẫu xe với dung tích xi lanh là 2.6, động cơ của V6, nên là cái dòng này thì chạy các bạn yên tâm một điều là chạy rất là chất lượng. Thì cái form dáng của con E240 2004 này thì nó cũng tương đối đẹp rồi, các bác nhìn thấy cái phần táp nô của nó thì cũng không có gì phải bàn là cái mẫu xe Mercedes E240 này, giá cũng rất hợp lý, 280 triệu đồng có bao rút hồ sơ cho các bác trên toàn quốc ở cái mẫu xe Mercedes E240 này. Các bác nhìn thấy cái phần nội thất và cái phần thân vỏ của con Mercedes E240 thì các bác không có gì phải bàn cả, nó là mọi chức năng của nó rất là hiện đại ở cái mẫu xe Mercedes E240 này. Đấy, một cái mẫu xe Ford Escape sản xuất năm 2002 này thì mang đi cho các bác với mức giá rất hợp lý luôn, bán bằng giá hiện tại, gần như bằng giá nhập vào của em là 135 triệu đồng. Đấy, một cái mẫu xe Ford Escape sản xuất năm 2002 màu trắng biển Quảng Ninh, tư nhân chính chủ, nhưng cái mẫu xe này với mức giá chỉ có 135 triệu đồng thôi, giá rất hợp lý, giá rẻ, bán giá bằng cái giá nhập vào hiện tại của bên em. Đấy, bởi vì BM hiện tại nếu đến thời điểm này có 5 con Ford Escape, nên là bọn em bán những con Ford Escape bọn em mua có thời điểm trước, bọn em sẽ bán hòa vốn để giao lưu với các bác. Phải nói để giao lưu các bác, con này giảm cam kết các bác là máy móc cực chất ở con xe này. Va quệt thì không có va quệt gì nặng cả, thân vỏ về cũng không phải làm gì ở cái mẫu Ford Escape mà BM đang bán sản xuất năm 2002 này với mức giá chỉ có 135 triệu đồng thôi. Đấy, các bác nào có nhu cầu đến tại cửa hàng Dương Minh Auto để xem cái mẫu Ford Escape. Và cái mẫu Vios sản xuất năm 2004 bản G xịn, một cái mẫu xe tư nhân chính chủ từ đầu với mức giá rất hợp lý 170 triệu đồng. Thì bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu Vios này thì nó, cái dòng Vios này thì riêng cái con Vios này em phải nói là hàng hiếm có khó tìm, bởi vì thực chất là chưa mua được con Vios nào nó còn độ nguyên bản cao đến như vậy. Thì cái mẫu Vios này thì nội thất hoàn toàn là nguyên nỉ. Đấy, nội thất hoàn toàn nguyên nỉ, đặc biệt là chưa có đâm đụng, chưa ngập nước cái mẫu xe này. Chủ xe thì chạy cũng tương đối ít, rất là giữ gìn ở cái mẫu xe Ford, mẫu xe Vios này.
giá thành cũng rất hợp lý, 170 triệu đồng thôi. Thì trên thị trường những cái mẫu xe Vios G này thì nếu mà những con chất như này thì không có giá nào, không có cửa hàng nào bán rẻ hơn cửa hàng em ở cái mẫu Vios này. Cam kết cho các bác một điều như thế. Tại cửa hàng em còn rất nhiều cái mẫu xe để cho các bác đến lựa chọn. Bác nào có nhu cầu thì đến tại địa chỉ Kinh Môn Hải Dương để xem những cái mẫu xe trên. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của bên em.